Ngọc thơ kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Mỹ muốn biến Việt Nam trở thành đại bản doanh sản xuất chip. Theo Reuters ngày 1 tháng 9 cho hay, tình trạng thiếu kỹ sư kinh niên ở Việt Nam đang nổi lên như một thách thức chính đối với việc phát triển ngành công nghiệp bán dẫn tại nước này và đối với kế hoạch của Mỹ nhằm thúc đẩy quốc gia Đông Nam Á này thành trung tâm sản xuất chip, phòng ngừa rủi ro liên quan đến nguồn cung từ Trung Quốc. Hình ảnh Reuters đưa tin theo đó, ngành công nghiệp bán dẫn dự kiến sẽ là tâm điểm trong chuyến thăm của Tổng thống Mỹ Joe Biden tới Hà Nội vào ngày 10 tháng 9, với mục tiêu chính thức nâng cấp mối quan hệ giữa hai nước. Ông sẽ đề nghị hỗ trợ Việt Nam tăng cường sản xuất chip, quan chức Mỹ cho biết. Sản xuất tại các quốc gia bằng hữu trong ngành công nghiệp bán dẫn chiến lược là một trong những động lực chính của Washington. Để thuyết phục lãnh đạo Việt Nam đồng ý nâng cấp mối quan hệ, hà nội ban đầu lưỡng lự về việc này do lo ngại phản ứng từ trung quốc việc nâng cấp mối quan hệ có vẻ như mang lại hàng triệu usd từ đầu tư tư nhân và một số các khoản tài trợ công cho ngành công nghiệp bán dẫn của việt nam nhưng giới chức nhà phân tích và các nhà đầu tư trong ngành công nghiệp này cho rằng một số lượng ít ỏi các chuyên gia được đào tạo sẽ là một trở ngại lớn cho sự phát triển nhanh chóng của ngành công nghiệp sản xuất chip Số lượng các kỹ sư phần cứng hiện có thấp hơn nhiều con số cần thiết để hỗ trợ cho các khoản đầu tư hàng tỷ USD. Khoảng một phần mười nhu cầu dự đoán trong vòng 10 năm tới, ông Vũ Tú Thành, Giám đốc Văn phòng Hội đồng Doanh nhân Mỹ Asian tại Việt Nam, cho hay. Đất nước 100 triệu dân này chỉ có 5-6 ngàn kỹ sư phần cứng được đào tạo cho ngành sản xuất chip, trong khi nhu cầu dự kiến là khoảng 20 ngàn trong năm nay và 50.000 cho một thập kỷ. Ông Thành nói dẫn số liệu ước tính từ các công ty và các kỹ sư. Ngoài ra, còn có nguy cơ không đủ số lượng các kỹ sư phần mềm, chip được đào tạo. Theo ông Nguyễn Hùng, quản lý cao cấp về chuỗi cung ứng tại Đại học RMIT Việt Nam. Ngành công nghiệp bán dẫn của Việt Nam nơi xuất khẩu sang Mỹ trị giá hơn nửa tỷ USD mỗi năm. Theo số liệu của chính phủ Việt Nam, hiện đang tập trung vào khâu phụ trợ của chuỗi cung ứng bao gồm lắp ráp, đóng gói và thử nghiệm chip. Dù đang chậm chạp mở rộng sang các lĩnh vực khác như thiết kế, hình ảnh một cơ sở sản xuất chip ở Mỹ. Nhà Trắng không nói rõ phân khúc nào trong ngành công nghiệp bán dẫn tại Việt Nam sẽ được ưu tiên, nhưng các giám đốc điều hành ngành công nghiệp này tại Mỹ đã chỉ ra rằng khẩu phụ trợ là lĩnh vực tăng trưởng chính. Trung Quốc đóng vai trò quan trọng trong các cân nhắc này gần 40% sản xuất phụ trợ trên toàn cầu là từ Trung Quốc vào năm 2019 theo Boston Consultant Group. Điều này khiến phân khúc lắp ráp trở nên được tập trung nhất trong ngành công nghiệp bán dẫn sau sản xuất chip. Không ở phân khúc nào mà Bắc Kinh lại nắm vai trò thống lĩnh như vậy. Mỹ cũng quan tâm tới việc thúc đẩy khả năng cung ứng vật liệu thô cho sản xuất chip của Việt Nam, đặc biệt là đất hiếm. Việt Nam ước tính là nước có trữ lượng đất hiếm lớn thứ hai sau Trung Quốc. Ông Hùng từ Đại học RMIT của Việt Nam nói, Việt Nam đang xâm nhập vào phân khúc thiết kế chip nhỏ hơn. Công ty phần mềm thiết kế chip Synosys của Hoa Kỳ, đối thủ Marvel, có kế hoạch xây dựng một trung tâm đẳng cấp thế giới và các công ty địa phương đang mở rộng việt nam cũng thu hút sự quan tâm từ các nhà sản xuất chip có tham vọng xây dựng nhà máy sản xuất chất bán dẫn đầu tiên vào cuối thập kỷ này tuy nhiên theo reuters tham vọng trong lĩnh vực chất bán dẫn có thể chỉ là giấc mơ nếu việc thiếu nhân công lành nghề không được giải quyết thấu đáo khiến việt nam trở nên dễ bị tổn thương trước các đối thủ trong khu vực như malaysia và ấn độ quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của ngọc thơ thời báo d với bản tin Mỹ muốn biến Việt Nam trở thành đại bản doanh sản xuất chip. Tô phở đắt nhất Việt Nam lên báo Mỹ. Mới đây ngày 30 tháng 8 năm 2023, báo CNN Travel có bài viết chia sẻ về tô phở được mô tả là đắt đỏ nhất Việt Nam. Hình ảnh bài báo trên CNN. Ngay ở phần giới thiệu, bài báo khẳng định đây không phải là tô phở thông thường bởi được làm từ những nguyên liệu cao cấp như thịt bò Wagyu, nấm kim cương truffle, gan ngỗng có phủ lớp vàng lá ăn được. Món ăn còn được thêm mỡ vịt để tăng thêm độ đậm đà. Một trong những thứ quan trọng nhất làm nên hương vị của bát phở là nước dùng được nấu chậm trong 48 tiếng. Chi phí của bát phở đặc biệt này có giá 170 USD, khoảng 4,1 triệu đồng. Đáng chú ý hơn, chỉ 5 bát được phục vụ mỗi ngày. Chia sẻ về phiên bản mới lạ, ông Lê Trung, bếp trưởng điều hành nhà hàng Oriental Bird ở Sài Gòn cho rằng Phở vốn là món ăn truyền thống của người Việt, có thể ăn vào bất cứ thời điểm nào trong ngày. Qua đây, bếp trưởng muốn thể hiện sự kính trọng với phiên bản sang trọng. Được biết, món phở đắt đỏ phục vụ tại nhà hàng tòa lạc ở đỉnh tòa nhà cao nhất Việt Nam. Nhà hàng này bên trong tòa nhà chọc trời Vinburn Landmark 81 của tập đoàn Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng. Dù món ăn dùng nhiều nguyên liệu nhập khẩu chất lượng cao, nhưng bếp trưởng Trung nói với CNN Travel rằng anh vẫn tuân thủ cách nấu truyền thống nên nhẹ xương tủy và đuôi bò dùng các gia vị quế hồi để tạo ra hương vị phong phú tuyệt vời chúng tôi cố gắng nâng cao hương vị để phiên bản này có vị đậm đà hấp dẫn trở thành món ăn hảo hạng bếp trưởng nói với sự sáng tạo ẩm thực của mình ngoài việc trang trí thêm lá vàng để nâng cao tính thẩm mỹ của món ăn giúp bác phở khác với những loại thông thường bài báo nhận định phở là một món ăn nổi tiếng nhất của việt nam Món ăn được ví như quốc hồn quốc túy xuất hiện từ các quán ăn bình dân tới cao cấp trên khắp dãy đất hình chữ S. Một bát phở thông thường sử dụng các nguyên liệu như bánh phở làm từ gạo, thịt thái mỏng và phần nước dùng được ninh ngọt từ xương bò và thịt. Để tăng độ hấp dẫn, người nấu bếp sẽ cho một chút rau thơm phủ lên trên. Nếu như bát phở thường thấy có giá từ 1,5 USD đến 3 USD, khoảng từ 35.000 đến 70.000 đồng, thì phở cao cấp tại tòa nhà cao nhất Việt Nam có mức giá cao hơn ít nhất 50 lần, CNN Travel mô tả. Hình ảnh tô phở trị giá 4 triệu đồng. Và bếp trưởng Lê Trung tin rằng anh đã sáng tạo ra bát phở hấp dẫn nhất thế giới. Chúng tôi muốn đưa ẩm thực truyền thống lên một tầm cao mới với sự sang trọng và tinh tế, vượt qua ranh giới của ẩm thực Việt Nam. Vị bếp trưởng chia sẻ, cái hồn của tô phở trong phiên bản nâng cấp chính là nước dùng đóng vai trò hoa quyện mọi hương vị của các nguyên liệu. Đầu bếp giữ cách nấu truyền thống của phở với xương ống, đuôi bò, nạm sườn và xương gà, nên trong 48 giờ sử dụng gia vị quen thuộc gồm gừng, hồi, quế. Sợi phở là loại làm thủ công, phục vụ đối tượng thực khách đa dạng. Do đó, món ăn kèm phở có quẩy tươi, các loại rau thơm, giấm tỏi, tương ớt bắc, tương đen và tương ớt nam. Ông Jorgen Guggenheim giám đốc bộ phận ẩm thực tại khách sạn cho biết tô phở này chính là món ăn đặc biệt tri ân các món ăn truyền thống tạm thời không có trong thực đơn cố định phần lớn mang tính chất trình diễn thay vì bừng lên tô phở nóng hổi đã được chan nước dùng thực khách sẽ ngồi tại bàn quan sát đầu bếp bao từng lá nấm truffle giác vàng lên tô gan ngỗng thịt bò cũng được lần lượt xếp cẩn thận lên bánh phở khi chan nước dùng nóng hổi cũng là lúc mùi hương của các nguyên liệu trong tô phở lan tỏa Hương thơm của nấm truffle tỏa đậm nhưng không lớn ác mùi nước dùng phở quen thuộc. Ông Guggenheim cho hay món phở này kể từ khi ra mắt đã tạo nên hiệu ứng lan truyền trên các phương tiện truyền thông. Mặc dù có nhiều luồng ý kiến về việc nâng cấp món phở truyền thống, lượng khách mới tìm đến nhà hàng thưởng thức ngoài sự mong đợi. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo .d với bản tin Tô phở đắt nhất Việt Nam lên báo Mỹ. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết cũng như bấm nút đăng ký kênh youtube và facebook của thời báo chấm d để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ, thời báo d